Các bạn thân mến, trong 40 năm qua, ngành công nghiệp công nghệ trị giá 130 tỷ đô la của Đài Loan đã cung cấp cho thế giới máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử tiêu dùng và các linh kiện lắp ráp khác. Do đó, nó cực kỳ nổi tiếng cùng với rất nhiều công ty công nghệ có xưởng sản xuất quy mô lớn được xây dựng ngay trong nước. Ấy thế nhưng gần đây, các nhà xưởng này đang dần dịch chuyển sang Việt Nam mà ngó lơ Trung Quốc, một quốc gia được xem như là quê nhà của Đài Loan, khiến ai nấy cũng đều cảm thấy tò mò. Vậy lý do gì mà các công ty công nghệ Đài Loan lại có quyết định khó hiểu như thế? Và tại sao họ lại nhất quyết chọn Việt Nam chứ không phải là Trung Quốc khi muốn di rời xưởng sản xuất của mình? Đây cũng là vấn đề chính mà chúng tôi muốn bàn luận trong video số ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày. Vâng, trước tình trạng các công ty Đài Loan dịch chuyển ồ ạt xưởng sản xuất sang Việt Nam, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga cho đăng tải một bài viết đáng chú ý với câu hỏi đánh đố vì sao các công ty Đài Loan nhắm đến Việt Nam. Lúc này, phía dưới câu hỏi này, trang tin Sputnik đem đến câu trả lời khá thỏa đáng cho người xem và rất nhiều lý do khác nhau như sau. Trước năm 2018, các công ty Đài Loan thường chọn Trung Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất bởi Trung Quốc có lợi thế lớn về đất đai rộng lớn, nguồn lao động tương đối rẻ, chuỗi cung ứng vững chắc và thị trường nội địa tiềm năng để kinh doanh sản phẩm. Theo đó, hàng ngàn công ty Đài Loan hoạt động trong nhiều lĩnh vực đã có mặt tại Hoa Lục. Tuy nhiên, sau năm 2019, họ dần chuyển khoản đầu tư trị giá 60 tỷ đô la trở lại Đài Loan. Và gần đây là dịch chuyển các xưởng sản xuất từ Đài Loan ra bên ngoài và đặc biệt là Việt Nam. Bởi vì hơn 70% các công ty Đài Loan tham gia khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế năm 2022 cho rằng Đài Loan phải giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc trước các rủi ro cuộc xung đột Mỹ-Trung hoặc cuộc xung đột xuyên eo biển Đài Loan mang đến. Theo Cục Đánh giá Đầu tư Đài Loan cho biết, Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam trong khoảng 15 năm nay và hiện tại các khoản đầu tư đang gia tăng mạnh mẽ trước sự dịch chuyển của rất đông các xưởng sản xuất tại xứ Đài. Mới đây, các doanh nghiệp Đài Loan đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt khoản đầu tư 1,23 triệu đô la từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Năm ngoái, Quanta Computer của Đài Loan đã ký kết một thỏa thuận để bắt đầu sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, các đối tác lắp ráp iPhone của Apple là Foxconn Technology cũng đang hoạt động tại đây. Lý giải khiến nhiều ông lớn công nghệ cao của Đài Loan tìm đến Việt Nam là vì để đề phòng rủi ro chính trị, hơn nữa Việt Nam còn được đánh giá cao bởi chi phí sản xuất thấp và cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện thuận lợi hơn trước rất nhiều. Vâng, đúng là như thế. Thời gian qua, lĩnh vực công nghệ của Đài Loan đã phải đối mặt với những thay đổi chính trị toàn cầu. Nó phát sinh từ khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra hồi năm 2018 và cả cuộc xung đột eo biển xứ Đài kéo dài. Theo đó, luật pháp Hoa Kỳ hiện đang hạn chế Trung Quốc tiếp cận các linh kiện nhạy cảm. Nó khiến cho những gã khổng lồ công nghệ Đài Loan phải đa dạng hóa địa điểm sản xuất và dần dịch chuyển nhà xưởng xa Trung Quốc để có thể dễ dàng đặt mua nhiều loại linh kiện hơn cho dây chuyền sản xuất. Đây cũng là lúc mà Việt Nam trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp Đài Loan bởi ba lý do mà trang tin Sputnik đã đề cập. Đầu tiên là về sự ổn định chính trị của Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền chính trị ổn định dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng luôn có uy tín cao, gần như tuyệt đối với nhân dân cả nước. Chính vì tin Đảng, yêu Đảng mà nhân dân Việt Nam luôn đi theo mọi sự dẫn dắt của Đảng để mình có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Đây cũng là lý do vì sao mà Việt Nam hầu như không có các cuộc đảo chính lật đổ chính phủ, cũng không có các cuộc biểu tình, meeting rầm rộ trên đường phố giống như là những quốc gia láng giềng. Điều này đã tạo nên sự yên tâm lớn cho các nhà đầu tư Đài Loan khi tìm đến Việt Nam. Họ không còn lo sợ rằng mình sẽ bị mất trắng nguồn vốn khủng khi đổ tiền vào đất nước hình chữ S hiện giờ. Tiếp đến là về lợi thế hạ tầng cơ sở của Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá, việc đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ gần đây. Hiện tại, chính phủ Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực vào lĩnh vực này. Minh chứng là 53% tổng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA nhận được trong giai đoạn 2010-2017 được Việt Nam sử dụng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, Việt Nam chú trọng đầu tư phát triển giao thông vận tải, nhất là hệ thống đường bộ, sân bay và cảng biển. Còn gần đây, Chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua kế hoạch chi từ 43 đến 65 tỷ đô la Mỹ để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông trong các lĩnh vực tương tự ở giai đoạn 2021-2030. Song song đó là ban hành luật đối tác công tư PPP mới có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 để hỗ trợ và điều chỉnh đầu tư tư nhân. Mục đích chính là
gia tăng quy mô nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực giao thông, điện lưới và nhà máy điện. Điều này cho thấy, Việt Nam đang hướng đến một mô hình phát triển cơ sở hạ tầng theo không gian lãnh thổ của quốc gia, kết hợp với việc đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa và đồng bộ hệ thống hạ tầng trên diện rộng. Theo đó, lĩnh vực đầu tư từ khu vực công và tư vào cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện đạt 5,7% GDP, một con số cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao thứ hai châu Á chỉ sau Trung Quốc với 6,8 GDP trong năm vừa rồi. Sau cùng là về vấn đề chi phí, quả thật, chi phí sản xuất tại Việt Nam khá thấp. Lý do là bởi vì Việt Nam có nguồn lao động giá rẻ với mức lương chỉ bằng 1/2, 1/3 so với các quốc gia khác trong khu vực. Và hơn thế nữa, chuyện Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng như những gì kể trên đã tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất khẩu dễ dàng. Qua đó nó giúp giảm thiểu chi phí vận tải hàng hóa nói riêng và chi phí sản xuất nói chung. Ngoài ra thì Việt Nam còn có một nguồn cung cấp năng lượng đa dạng bao gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện. So với nhiều quốc gia khác, chi phí điện sản xuất ở Việt Nam vẫn rất hợp lý. Nó đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty sản xuất của xứ Đài. Nhưng ngoài các lợi thế kể trên thì Việt Nam còn sở hữu nhiều lợi thế khác trong lĩnh vực thu hút đầu tư từ Đài Loan nói riêng và nước ngoài nói chung. Chẳng hạn như chính phủ Việt Nam đã ban hành hàng loạt những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vô cùng hấp dẫn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp ngoài nước xây dựng xưởng sản xuất. Đi kèm với đó là cung cấp các khoản cho vay lãi suất thấp với điều kiện vay vốn rất dễ dàng. Nó đã giúp cho rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn khi mở rộng sản xuất tại đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, để bảo vệ và phát triển các lợi thế của mình, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao năng suất lao động và khả năng sáng tạo trong sản xuất. Song song đó, Việt Nam cần tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ, bởi vì đây là yếu tố quan trọng để duy trì sự cạnh tranh và thúc đẩy sự đổi mới trong ngành sản xuất hiện giờ. Ngoài ra thì Việt Nam cũng cần quan tâm đến vấn đề môi trường trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Bởi vì bằng cách xây dựng thực thi các quy định về tiêu chuẩn môi trường và lao động, Việt Nam có thể đảm bảo sự phát triển bền vững của chính mình. Nói tóm lại, Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài chứ không chỉ có 3 lợi thế lớn mà trang tin Sputnik vừa mới nêu trên. Vậy nên, chuyện các doanh nghiệp Đài Loan đang dần chuyển dịch xưởng sản xuất sang Việt Nam cũng là điều hết sức dễ hiểu. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải lưu ý kỹ cách phát huy lợi thế và khắc phục hạn chế nêu trên để phát triển dài hạn trong tương lai. Và đây cũng chính là cách để Việt Nam giữ vững được lòng tin của các nhà đầu tư hiện giờ. Năng suất lao động được coi là chìa khóa dẫn đến sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Đây là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá, so sánh trình độ phát triển giữa các nước, cũng là động lực để các quốc gia đang phát triển vươn lên thoát bẫy thu nhập trung bình. Thế nhưng có một sự thật đáng buồn là năng suất lao động của Việt Nam chúng ta lại rất thấp. Dù trong những năm gần đây đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, song vẫn thuộc nhóm thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và thấp hơn Hàn Quốc là 10 lần. So với các nước láng giềng ASEAN, năng suất lao động của Việt Nam cũng không khá hơn là bao, gần như là cận dưới, chỉ bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan, và chỉ có 3 nước xếp dưới Việt Nam đó là Campuchia, Myanmar và Lào. Vậy nguyên nhân do đâu mà năng suất lao động của Việt Nam lại thấp đến như vậy? Có phải là vì người Việt quá lười biếng hay không? Một bài viết mới đây trên trang Sputnik của Nga đã lý giải điều này. Bài viết có tựa đề "Nguyên nhân năng suất lao động của Việt Nam thấp". Đây là bài viết phản ánh một thực trạng rất đáng buồn của lao động Việt Nam hiện nay. Chúng ta sẽ cùng nghe thử nhé. Tác giả viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã cho biết năng suất lao động của Việt Nam đã tăng 2,7 lần từ năm 2011 đến 2023. Mỗi người làm ra 70 triệu đồng tăng lên 188,7 triệu. Đây là mức cao so với khu vực và đang thu hẹp dần khoảng cách với các nước. Tuy nhiên vẫn quá thấp so với mục tiêu đã đặt ra. Lý giải cho điều này, ông Mai Thiên Ân, trưởng phòng sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Intel Products Việt Nam, chia sẻ một thực tế khiến năng suất lao động tại Việt Nam không cao. Ông bày tỏ, còn nhiều người lao động Việt Nam chưa thực sự quan tâm và đặt việc rèn luyện, tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp lên hàng đầu. Ông nói, người lao động không tuân thủ nội quy, giờ giấc, tác phong làm việc, đi trễ, về sớm, nghỉ giải lao không đúng thời gian quy định, có mặt ở cơ quan đúng giờ để điểm danh rồi ăn sáng, uống trà, gây đình trệ công việc, xin nghỉ phép không có lý do chính đáng, phối hợp trong công việc kém, làm việc nhóm không hiệu quả. Đặc biệt,
Có doanh nghiệp lao động còn lấy sản phẩm bán ra ngoài khiến công ty bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng, ảnh hưởng uy tín, mang tiếng văn hóa và con người Việt Nam. Trong sản xuất, một bộ phận lao động không tuân thủ quy trình khiến sản phẩm lỗi, làm ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp, lòng tin đối tác, thậm chí lao động không tuân thủ quy định dẫn đến nhiều vụ tai nạn. Ông Ân nhấn mạnh tác phong kỷ luật làm việc còn bị xem nhẹ, trong khi đây là yếu tố giúp tăng thu nhập lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia. Ông nói, tôi cũng như bao công dân Việt Nam, mong muốn nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó nâng cao năng suất lao động là động lực chính. Những năm qua, tại công ty chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp, rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức, kỷ luật lao động của người lao động. Thực tế, dù Intel là công ty đa quốc gia, nhưng nhân sự phần lớn là người Việt, nên cũng gặp những vấn đề tương tự. Lãnh đạo cùng công đoàn đã thường xuyên đối thoại hàng tháng, hàng quý với người lao động để chỉ rõ tình huống thực tế, rồi giải thích cho lao động hiểu, lắng nghe góp ý và phản hồi ngay ý kiến của họ. Doanh nghiệp này còn xây dựng quy trình và công cụ phản hồi ẩn danh để nhân viên đánh giá sự gương mẫu của quản lý. Để nâng cao năng suất lao động cần đào tạo, chấn chỉnh tác phong con người từ khi còn đi học, để dần hình thành thói quen, nếp nghĩ, nếp làm. Học sinh cần được định hướng từ bậc phổ thông, đào tạo tác phong phù hợp ngành nghề đang theo học, vì mỗi công việc cần ứng xử khác nhau. Ngoài ra, quy chế tài chính cần cho phép công đoàn cơ sở có đủ nguồn lực trong chi tiêu trong việc đào tạo này, cũng như khen thưởng lẫn kỷ luật lao động. Ngoài vấn đề ý thức con người thì mức lương cũng là nguyên nhân lớn khiến cho năng suất lao động của Việt Nam thấp. Tiến sĩ Phạm Thu Lan, Viện Công nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, mọi người lao động đi làm đều quan tâm tới tiền lương, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Thực tế đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ và tỷ lệ thuận giữa tiền lương, thưởng và phúc lợi với động lực làm việc, sự hài lòng và toàn tâm trong công việc. Bà nói, người lao động dù muốn gắn bó nhưng cũng không thể ở lại mãi với công ty khi lương thấp. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ nhảy việc cao 8-12% mỗi tháng ở các ngành đông lao động. Trong quan hệ kinh tế, nhảy việc để tìm kiếm công việc phù hợp với kỹ năng, trình độ và phát huy tối ưu năng lực của bản thân là việc bình thường. Nhưng nhảy việc chỉ thuần túy để tìm kiếm mức lương cao hơn cho một công việc tương tự lại là sự lãng phí không đáng có. Một doanh nghiệp có 1.000 công nhân, nhưng một tháng 100 công nhân liên tục ra vào. Doanh nghiệp này sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và nhân lực cho quảng cáo tuyển dụng, tổ chức phỏng vấn, làm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ và đào tạo nhân viên. Trong khi những chi phí này hoàn toàn có thể tiết kiệm để đầu tư cho tăng năng suất. Người lao động không có kỹ năng thì mong muốn đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị. Công nghệ hiện đại cũng trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, học tập cũng cần có động lực. Tiến sĩ Lan khẳng định, người lao động khi còn đang phải vướng bận kiếm bữa ăn hàng ngày cho gia đình, thì học tập cho bản thân không phải là sự ưu tiên. Họ không thể dành thời gian, tâm trí và sức lực cho việc học tập. Chưa nói tới người có tiền lương thấp sẽ không có nguồn lực để đầu tư cho học tập, cho bản thân và con cái. Thiếu học tập nâng cao trình độ, Việt Nam sẽ không thể nâng cấp chuỗi giá trị theo kịp xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong nền kinh tế toàn cầu. Do đó, đại diện Viện Công nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng cần xác lập mức lương tối thiểu thỏa đáng. Và đây là nội dung mà rất nhiều nước quan tâm, tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới về thu nhập, chính sách phúc lợi nhà ở, trường học, bệnh viện, thu hút nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm, luật hóa trách nhiệm trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn. Về việc này, Thủ tướng chỉ đạo các cấp ngành địa phương, đặc biệt là Công đoàn Việt Nam, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đảm bảo đãi ngộ về tiền lương thưởng, các phúc lợi xã hội và triển khai nhanh chóng chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội để người lao động có thêm chốn an cư. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Sputnik của Nga. Bàn về vấn đề năng suất lao động ở Việt Nam, thực tế còn có nhiều nguyên nhân khách quan khác dẫn đến tình trạng này. Nhưng tự bản thân chúng ta cũng phải tự nhìn nhận lại mình để thấy rằng chính con người Việt Nam cũng cần phải sửa đổi. Đầu tiên phải kể đến tinh thần làm việc của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta siêng năng, cần cù, chăm chỉ, chịu cực. Nhưng nếu thật lòng tự nhận xét thì có gì đó không đúng phải không ạ? Nếu như nói người Việt lười thì chắc sẽ chạm vào tự ái dân tộc của nhiều người. Thế nhưng chúng ta hãy bỏ qua lòng tự ái đó và nhìn thẳng vào sự thật. Nếu như các bạn đã đi làm thì chắc chắn phải từng bắt gặp cảnh tượng mọi người đi trễ về sớm. Trong lúc làm việc thì nhả nhớt tán chuyện và rất hay trốn việc để đi cà phê. Và với tâm lý làm cho người ta, cho nên người lao động có cơ hội là ăn cắp giờ làm để nghỉ xả hơi. Chúng ta rất ít có tác phong cầu tiến trong công việc và chăm chỉ để đạt được nó. Chúng ta chỉ đơn giản là làm để sống mà thôi chứ không mưu cầu cao hơn. Và từ nhiều năm trước đã có những ý kiến cho rằng Việt Nam mỗi năm có quá nhiều ngày nghỉ lễ, nên năng suất lao động mới thuộc nhóm thấp trong khu vực.
điều này cũng không sai. Nhưng mà theo mình ấy, chỉ cần người Việt chăm chỉ cầu tiến hơn trong lúc làm việc thì có thêm ngày nghỉ nó cũng không là vấn đề gì. Hiện nhiều nước đang áp dụng cho người lao động làm 4 ngày mỗi tuần mà năng suất lao động của họ lại cho thấy là tăng cao hơn trước. Nhiều nước khác lại áp dụng chỉ làm 5 giờ mỗi ngày và cho ra kết quả tương tự. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta có thêm ngày nghỉ lễ mà lại khiến năng suất lao động tụt lại sâu đến như vậy. Có lẽ chính là ý thức trách nhiệm kém, tinh thần rệu rã, trì trệ của mỗi người Việt Nam sau mỗi dịp nghỉ lễ mới chính là nguyên nhân đáng nói. Chúng ta không hề nghiêm khắc với bản thân để cầu tiến. Lối sống tự do không có kỷ luật với chính mình khiến cho chúng ta buông lỏng mọi thứ. Và nhìn vào cái chuyện đi trễ của người Việt Nam là ta thấy được điều đó. Người nước ngoài thường rất đúng giờ và họ phạt cực kỳ nặng những trường hợp trễ giờ. Còn người Việt Nam mình ấy thì rất là dây chun, hẹn sáng nhưng mà đôi khi tối mới có mặt. Và một nguyên nhân nữa mà chúng ta phải kể đến đó là giáo dục ở Việt Nam. Nước ta có không mấy trường chuẩn quốc tế và sinh viên ra trường thì cũng chả mấy người có theo đúng ngành nghề đã học. Những năm gần đây, TV, báo đài đã phản ánh rất nhiều về việc cử nhân ra trường thì làm việc trái nghề, người thì gác bằng đại học để đi lái xe ôm công nghệ. Nếu như các bạn được đào tạo ra mà không thể dùng kiến thức đó để kiếm được tiền thì thực sự là vô ích. Ở các nước phát triển, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em học sinh đã được định hướng cho mình một công việc tương lai theo năng lực, khả năng của mình. Những học sinh năng khiếu có thể theo học các lớp năng khiếu riêng bao gồm cả thể thao để tập trung phát triển năng lực bản thân. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh đó và không để học sinh quá lo lắng vì những môn học còn lại. Còn ở Việt Nam, học giỏi thì gần như là phải giỏi mọi môn học. Chỉ học nghề thôi thì bạn cũng phải học đủ các môn văn hóa như là những cử nhân bình thường khác. Và nếu như trường tập trung đúng chuyên môn để đào tạo người lao động mà không thêm thắt những cái môn phụ thì không chỉ là giảm tải cho sinh viên mà nó còn giảm chi phí giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học. Dĩ nhiên là việc năng suất lao động Việt Nam thấp không thể hoàn toàn đổ lỗi do con người, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được điểm này. Phải tự biết nhận ra những cái lỗi sai để thay đổi thì mới mong một ngày người Việt Nam trở thành lực lượng lao động được thế giới coi trọng, từ đó nâng cao được năng suất lao động của cả đất nước.